mang chiếc áo của Hải Như đến gặp bà cụ áo đỏ, nghe cụ tiết lộ làm ai cũng rùng mình. Vụ việc mất tích bí ẩn của cô gái tên Lương Hải Như, sinh năm 1999 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, vào hồi tháng 7 vừa qua, cho đến nay vẫn là một ẩn số. Mặc dù chưa tìm thấy và cũng chưa có manh mối chính xác nào được phía gia đình đưa ra, tuy nhiên cho đến nay, sự mất tích của em đã phần nào khẳng định em lành ít dữ nhiều và gia đình chỉ mong sao sớm tìm thấy thi thể của em để chút nào yên lòng, nhưng kết quả vẫn biệt vô âm tín. Mới đây, một thành viên trong đội cứu hộ trước đó nhiều lần giúp đỡ gia đình Hải Như tìm kiếm đã mang chiếc áo màu đen của em đến gặp một bà cụ áo đỏ. Được biết, bà làm thầy từ những năm 1959 cho đến nay và rất linh thiêng trong vấn đề giao tiếp, tiếp xúc với người cõi âm, với hy vọng rằng bà cụ áo đỏ sẽ chỉ đường giúp gia đình sớm tìm thấy thi thể của Hải Như. Có hai cái bà vía nhá. Cô này xuống nước rồi, không còn đâu. Dạ. Giờ cháu không có tâm lắm. Như đến đây, cái hồn nó theo cái vía này. Dạ. Thì bây giờ ta cho, ta cho cháu có công này cháu vào để cho nó nhập vào nhá. Dạ. Cháu ơi, cháu người nhà ơi. Thế đấy chị này. Nó theo cái này này, lúc cô vào đây nó nói nào biết nhá. Dạ. Hai thằng đàn ông đánh trong du uống nước. Dạ. Tôi bây giờ không tìm được đâu con ạ. Nó về nó nhập vào cháu đấy. Dạ. Nó cảm ơn cháu, nó lấy cái cháu đấy. Cháu cũng không thấy đâu. Trích đoạn của clip sau khi gọi hồn Hải Như có nói: em xin anh, em cảm ơn anh, nhưng anh đừng tìm em nữa. Không còn đâu, xa lắm rồi. Tìm thấy thì bố mẹ em không sống nổi mất. Anh về bảo với bố mẹ em chiêu hồn nhập mộ cho em 4 giờ sáng hoặc 4 giờ chiều mới kịp giờ, đầy đủ xương sọ, móng tay, móng chân cho em về nhà. Không, em ở trên này với cửa quan. Có hai thằng đàn ông đánh rồi đẩy em xuống nước. Một thằng chết, một thằng đi làm ăn xa rồi cũng chết thôi. Em đi xa lắm rồi, không còn ở đấy đâu mà tìm. Làm từ 4 giờ thì về kịp. 4 giờ sáng hả cô? Sáng được, mà chiều cũng được. Phải đủ hai cốt, phải đủ chân tay, móng chân. Đủ hết xương sọ. Bây giờ cháu cứ đậu cái áo cho đi nhá.
của con này thôi đi. Con bắt người rồi đốt rồi nhá. Con cứ đi về đấy có dấu của mấy thần nào mà không biết. Thế thôi. Bây giờ cháu, cái hồn nó nói thế thì bây giờ mấy thần hỏi lại cho cháu, cháu hiểu không? Dạ. Cụ nói lại một lần nữa giúp con. Bây giờ nó cứ lại cháu, nó cứ cảm ơn cháu mãi đi. Nó khóc lắm. Bây giờ đừng khóc, bây giờ nó quan đưa cháu ra cửa của bà. Nó ra cửa của bà để lấy hoa quả cho cháu. Ông được rồi, con ơi đi lấy từ đây nữa để cho cháu nhé. Bây giờ nó cảm ơn anh, em lại anh. Em có công tìm em, em không còn ở đâu anh ơi. Bây giờ em theo cái phút víu của ở chỗ em mất thì nó cũng xa lắm, không gần đâu. Thì em chỉ có víu em theo thôi. Thì bây giờ anh về anh nói với bố mẹ em và đồng ý chiêu hồn nhập mộ. Lên sáng thì lên, mà lên chiều thì lên. Thì lên cửa với thần, làm đủ chân, móng tay, sườn, sọ, đủ hết cho em. Thì đem về chỗ bố mẹ em ấy, để em ở, em có chỗ ở. Còn bây giờ em cứ như vừa, như là con bờ vừa vượt ở trên nước ấy. Thì bây giờ em còn ở đây. Bây giờ có quan à, thì muốn cho quần áo của em thì đưa về cho mẹ rồi. Mẹ em tội lắm, bây giờ không đưa thì không làm cho em, mà đưa về thì bố mẹ em khổ lắm. Ai cho cái áo của em khổ lắm. Anh ơi, cảm ơn anh bảo bố mẹ em thế. Nếu đồng ý chiêu hồn nhập mộ cho em để em về quê cha đất tổ thì em có chỗ ở, để em có nhà. Nếu không thì em ở trên cửa với thần với các quan. Đồng ý làm mà không đồng ý mà làm cho em thì để em các quan về trên cho em ở với các quan ở đây. Thì em theo các quan ở đây. Anh nhớ lại anh rồi. Không còn con đường đi tìm nữa, em không còn ở đâu mà tìm. Đấy, em về cái chiếu của em trên đầu anh ấy.